Xin chào tất cả các bạn, hôm nay một clip test so sánh chế độ biểu diễn hiệu suất cao, cân bằng bộ nhớ thấp trong BlueStacks có gì liên quan đến Free Fire. Đầu tiên tôi sẽ để bộ nhớ cân bằng khởi động lại. Khi chúng ta để ở hiệu suất cân bằng, bộ nhớ cũng như CPU nó sẽ sử dụng nhất là cân bằng. Vậy thì FPS có còn cao hay không? Và đồ họa trong game có bị giảm hay không? Và mới biết được. Test FPS nhanh nhất thì vào phòng luyện đi. Để chế độ cân bằng FPS 90, 80, 70 không khác gì là mấy, có khi lên được cả trăm mấy luôn. Nên là cân bằng nó không khác gì cao cả. Nhưng mà chia sẻ thật với anh em thì ở trên cái BlueStacks 4 là nó sẽ vào game nhanh hơn ấy. Bây giờ tôi sẽ đến với chế độ biểu diễn thấp, khởi chạy lại. Nãy giờ là cùng với một con RAM, cùng với một CPU nha. Thì mình có test clip CPU cũng như clip test RAM, ngay cả OpenGL và DirectX thì mình đều test hết rồi. Mình không kiểu test so sánh kiểu kia, mà là mình test đơn giản là vào game như thế nào thôi. Chủ yếu chơi Free Fire trên PC, người ta chơi thiên về kỹ năng mà mọi người. Vậy nên họ sẽ nghiêng về những cái gì có lợi cho kỹ năng bắn hơn, đúng không? Để xem bộ nhớ thấp này nó bị gì. Tôi đang kết nối lại luôn, đồ họa như nãy. Không biết nó sẽ như thế nào. Nó khá là giật và chậm. Nếu mà FPS không thể lên nổi được 60 á, thì ở trên máy của những người mà không có cặp hình chất rất là yếu luôn. Chế độ hiệu suất này trên một số máy sẽ làm lắc nha. Bộ nhớ thấp FPS tụt còn 60, 70, 80 lên 100. Mặc dù là bộ nhớ thấp nhưng mà FPS vẫn được 100. Vậy FPS không bị ảnh hưởng bởi bộ nhớ thấp. Vậy chế độ biểu diễn này nó ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng đến đồ họa. Vậy như ảnh hưởng đến đồ họa đúng không? Tôi thấy mạnh gì FPS vẫn cao này. Vậy lâu nay tôi để FPS cao rồi những cái quần gì ta? Không bắn hít sọt được luôn. Thật là buồn. Hiệu suất thấp này thì có vẻ như CPU được sử dụng nhiều hơn hay sao á. Bây giờ tôi sẽ lên hiệu suất cao nha. Nãy giờ để hiệu suất thấp, hiệu suất cân bằng tôi cảm giác FPS không thay đổi gì lắm, mà tôi cảm giác hiệu suất thấp FPS còn cố định 100 hơn nữa. Vậy cái phần này không ảnh hưởng gì đến FPS lắm. Chế độ biểu diễn tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến phần vào game hơn. Ở bên BlueStacks mà bị lỗi vào game chậm á là do hiệu suất thấp cao đó, hoặc là trên BlueStacks 5 cũng bị luôn. Vào game chậm là do cái đó, để càng cao thì vô càng nhanh. Nhưng mà máy tôi thì không bị cái đó. Ở trên BlueStacks 5 nhưng tôi để chế độ biểu diễn thấp, cân bằng cao như nhau là sao? Ba chế độ đều như nhau. Nói chung cảm ơn các bạn xem clip, nhớ like subscribe cho mình nha.